bộ áo giáp samurai và bí mật sức mạnh mang tên Nhật Bản. Thời đại samurai ở Nhật Bản đã chính thức đi vào hồi kết từ hơn 150 năm trước. Tuy nhiên, những bộ giáp tinh vi và văn hóa mà họ để lại khiến cả thế giới phải chiêm ngưỡng như là biểu tượng mẫu mực của sức mạnh quân sự và phẩm chất con người Nhật Bản. Quá trình đào tạo samurai. Quá trình đào tạo một chiến binh samurai phụ thuộc vào sự giàu có của gia đình anh ta. Trong gia đình có đẳng cấp thấp, người con trai học tập tại các ngôi trường trong làng và họ được đào tạo để trở thành một samurai từ cha, anh trai hoặc chú bác. Đào tạo võ thuật được coi là rất quan trọng và thường bắt đầu khi đứa trẻ lên năm. Con trai của gia đình giàu có hơn thì được gửi đến học viện đặc biệt để thu nhận kiến thức văn học, nghệ thuật và kỹ năng chiến đấu. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh samurai là một bậc thầy sử dụng thanh kiếm katana với các kỹ năng chết người. Tuy nhiên, samurai khi xuất hiện trong vài thế kỷ đầu tiên còn được gọi là chiến binh cưỡi ngựa bắn cung. Bắn cung trong khi cưỡi ngựa là kỹ năng phức tạp và làm chủ nó đòi hỏi nhiều năm luyện tập trên cả mục tiêu cố định cũng như mục tiêu di động. Trong một thời gian, chó được sử dụng như là mục tiêu chuyển động để luyện tập, cho đến khi các shogun bãi bỏ phương pháp luyện tập tàn bạo này, các samurai còn phải luyện tập kiếm thuật không ngừng nghỉ. Có một câu chuyện kể về một vị sư phụ đã tấn công các học trò với một thanh kiếm bằng gỗ vào những thời điểm ngẫu nhiên trong suốt cả ngày, cho đến khi các sinh viên học được cách không bao giờ đánh mất cảnh giác. Ngoài kỹ năng chiến đấu, samurai cũng được đào tạo trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như văn học và lịch sử. Tuy nhiên, một số sư phụ đào tạo samurai cảnh báo học trò không nên tập trung quá nhiều vào văn chương và nghệ thuật vì sự tâm trí của họ trở nên yếu kém. Sự nổi lên của các samurai. Với samurai, ngay cả ngựa của họ cũng có trang bị bảo hộ. Bộ giáp samurai có vẻ bắt nguồn từ văn hóa thị giác tinh tế của người Nhật. Nó là sự hòa trộn độc nhất giữa sự hung dữ và tinh xảo, các tấm kim loại biện lẫn những dải lụa mềm. Mỗi thành phần của bộ áo giáp đều cần hàng tháng trời để làm xong. Những yếu tố làm nên sự khác biệt của bộ áo giáp Nhật bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ tư. Nhưng nhìn chung, chúng vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ các thiết kế của Trung Quốc và Triều Tiên. Bộ áo giáp Nhật mà chúng ta biết đến ngày nay chỉ thực sự xuất hiện cùng với sự trỗi dậy của tầng lớp samurai khoảng thế kỷ thứ 8. Lúc đó, quân đội Hoàng gia Nhật Bản chỉ có nguồn gốc từ các nông dân bị bắt đi lính. Lực lượng này được tổ chức bởi các thị tộc địa phương, về cơ bản là lực lượng bảo vệ tư nhân, quy mô nhỏ, sở hữu kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung cực tốt. Mặc dù vẫn có sự cạnh tranh, nhưng họ nhanh chóng nhìn thấy sức mạnh nếu được liên kết lại. Từ samurai có nguồn gốc từ một tiếng Nhật cổ mang ý nghĩa phục vụ, phụng sự. Cùng với thời gian, quyền lực của nhà vua yếu dần và sức mạnh của tầng lớp võ sĩ quý tộc tăng lên. Từ thế kỷ 12, những samurai làm việc cho các shogun, tức là mạc chúa, chính là tầng lớp thống trị ở Nhật Bản. Bộ giáp đa năng của samurai. Samurai không có một cuộc sống dễ dàng. Các cuộc chiến khốc liệt trải dài hầu như toàn bộ lịch sử 700 năm của chế độ quân sự Nhật Bản. Tính chất của các cuộc chiến cũng thay đổi không ngừng. Các cung thủ trên lưng ngựa dần nhường chỗ cho các kiếm thủ, rồi lần lượt đến các kiếm thủ bị thay thế bởi các chiến binh dùng súng được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Trung Quốc. Có rất nhiều biến thể khác nhau của các chiến dịch quân sự, đòi hỏi bộ giáp phải đủ linh hoạt và chắc chắn. Những cố gắng chế tạo ra một bộ giáp đa năng hoàn hảo dẫn đến sự phát triển của một lớp giáp đặc trưng kiểu Nhật. Samurai được bọc từ đầu đến chân bằng rất nhiều tầng bảo vệ, làm từ sắt, da, các kim loại quý và cả lụa. Một bộ đồ samurai điển hình bao gồm bảo vệ vai, cẳng chân, bao tay, tấm bảo vệ đùi, ngực, hông cùng với mũ, bao tay, mặt nạ, giày và trong cùng là lớp lót lụa. Cùng với đó là rất nhiều phụ kiện thiết yếu như là hai thanh kiếm, một cây cung dài cùng bao đựng tên, một bộ mũ, gậy, áo choàng chống lửa, một cái quạt gấp lớn vẽ biểu tượng mặt trời mọc. Mặc dù vậy, tất cả chúng chỉ nặng khoảng 18 kg so với bộ đồ nặng 27 kg của các kỵ sĩ châu Âu. Bushido, tinh thần võ sĩ đạo. Sự trỗi dậy của tầng lớp samurai đã hình thành một bộ quy tắc đạo đức được gọi là tinh thần võ sĩ đạo, gần tương tự như quy tắc hiệp sĩ ở châu Âu. Bushido chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi Nho giáo và Phật giáo. Nó chỉ cho các chiến binh các nguyên tắc sống và cả cách thức để chết. Khi sống, samurai phải biểu lộ sự trung thành, kỷ luật, nghiêm khắc, có nhận thức về tính mong manh hư ảo của cuộc sống. Theo nguyên tắc võ sĩ đạo, người chiến binh chỉ có một cách chết xứng đáng, đó là chết trong chiến đấu. Họ coi tự sát là mất danh dự. Vì lẽ đó, rất nhiều samurai mong muốn khi chết sẽ được thiêu cùng với bộ giáp họ mặc khi chiến đấu. Vì vậy, bộ giáp nhất thiết cần có vẻ đẹp tráng lệ ấn tượng.
Trong đánh giá các bộ giáp thời kỳ Edo, tác giả Meher MacArthur đã giải thích về các lựa chọn thường dùng để thiết kế giáp cho samurai. Phần lớn cơ thể samurai được bao phủ bởi hàng trăm miếng vảy sắt được liên kết bằng da và dây lụa, phỏng theo da của rắn hoặc rồng. Thông thường, các miếng sắt chỉ giới hạn trong màu xanh tối và nâu, nhưng các lãnh chúa có nhiều tài nguyên và thiên hướng yêu thích kịch thường thích màu đỏ máu hoặc có thể rát vàng. Giáp che ngực, đầu và mặt phải đủ chắc chắn để chống lại kiếm, tên hay thậm chí là chống được đạn từ súng hỏa mai châu Âu. Chúng có thể được sắp xếp để có vẻ đẹp lộng lẫy trong hình dáng kỳ quái dữ tợn của quỷ hoặc của thần bảo hộ. Đến thế kỷ thứ 18, các tướng quân Shogun đã có thể mang lại hòa bình cho Nhật Bản. Không còn nhiều công việc cho các samurai, họ có thể trở thành viên chức chính phủ hoặc được thuê theo yêu cầu như trong bộ phim Bảy Võ Sĩ Đạo. Tuy nhiên, các bộ giáp vẫn được chế tạo để dùng trong các lễ hội hay biểu thị cho sự giàu có của gia đình. Chúng được giữ cho đến ngày nay và xứng đáng là những kiệt tác đáng để hậu thế chiêm ngưỡng. Những quy tắc bắt buộc của một samurai. Theo bản thảo Bungei Nojo, võ sĩ phải là người có tri thức, biết cách giữ tinh thần bình tĩnh, khả năng sử dụng kiếm thành thạo khi ra trận, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc khác. Có 12 quy tắc mà những người theo đuổi giấc mơ trở thành một samurai thực thụ phải tuân theo. Trong số đó có các quy tắc như đừng từ bỏ con đường danh dự và đừng làm những việc đáng xấu hổ. Một nguyên tắc đáng chú ý nữa đó là đừng để những lời dạy ở trường lọt ra ngoài. Nguyên tắc này được tạo ra nhằm giữ bí mật tuyệt đối cho những bí kíp võ thuật của nhà trường, bởi sự rò rỉ ra bên ngoài sẽ dẫn đến những tổn thất cả về kinh tế và uy tín của nhà trường. Đức tính quan trọng nhất của một samurai là phải trung thành với lãnh chúa của mình. Tuy nhiên, lòng trung thành lại mang đến sự cực đoan. Các chiến binh chiến đấu tới chết để bảo vệ chủ nhân của mình, thậm chí là tự tử nếu họ cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân. Samurai cũng có nhiệm vụ báo thù. Họ sẽ tìm người để báo thù nếu danh dự của chủ nhân bị tổn hại hoặc chủ nhân của họ bị sát hại. Câu chuyện 47 Ronin là tiêu biểu cho lòng trung thành, sự hy sinh, trí kiên định và danh dự mà tất cả võ sĩ luôn thể hiện vào thời bấy giờ. Ngoài ra, các học viên samurai không được phép nói xấu cũng như đố kỵ, cạnh tranh với bạn đồng môn. Các samurai cũng tin theo một phái Phật giáo gọi là Thiền Tông. Thiền là tập trung tư tưởng vào một sự việc hoặc một ý tưởng duy nhất. Những người theo Thiền Tông cho là họ có thể tìm ra chân lý hoặc sự hiểu biết thông qua tĩnh tâm và chế ngự bản thân. Các samurai cho là thiền sẽ giúp họ hành động dứt khoát, đặc biệt là trong chiến đấu và phát triển thư thái nội tâm. Tình yêu giữa các samurai. Samurai là những chiến binh võ sĩ đạo, nhưng họ cũng biết yêu và cần tình cảm. Song thứ tình cảm được khuyến khích trong tầng lớp samurai lại là tình cảm đồng tính, tức là giữa các samurai với nhau. Samurai chấp nhận và còn ủng hộ việc quan hệ tình dục đồng giới giữa những võ sĩ với nhau, từ samurai bậc thấp nhất cho tới lãnh chúa, tướng quân. Trong sử liệu, người ta gọi đó là wakashodo, coi nó là con đường của tuổi trẻ. Các võ sĩ đạo cho rằng những mối quan hệ như vậy làm cố kết, tăng cường thêm sức mạnh cho đồng đội samurai trên toàn thể quốc gia Nhật Bản. Những samurai đặc biệt. Lâu nay chúng ta thường nghĩ chỉ có những chiến binh samurai là nam giới, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ở Nhật Bản có cả những nữ samurai như Ona Bugesha, nữ chiến binh quý tộc, hay các nhân vật nổi tiếng như Hoàng hậu Jingu, Tomoe Gozen, Nakano Takeko. Thay vì việc phải lo nữ công gia chánh, nấu ăn phục vụ gia đình, những nữ samurai được học cách chiến đấu như nam võ sĩ đạo. Họ sử dụng vũ khí chính là một cây gậy dài, có gắn lưỡi kiếm cong ở đầu gọi là Naginata. Loại vũ khí này phù hợp với vóc dáng nhỏ bé nhưng linh hoạt, nhanh nhẹn của phụ nữ Nhật và trở thành biểu tượng rực rỡ của nữ samurai vào thời kỳ Edo từ năm 1603 tới năm 1868. Hầu như các tài liệu lịch sử rất ít khi đề cập tới Ona Bugesha, khiến không mấy ai biết tới họ. Tuy nhiên, trên thực tế, các nữ võ sĩ đạo cũng tham gia vào rất nhiều trận đánh lớn chẳng kém gì các đấng mày râu. Trong lịch sử của xứ sở Hoa Anh Đào, có 4 người phương Tây đã được công nhận là samurai của Nhật Bản. Họ là William Adams, Jan Rusten van Lodenstein, lính hải quân Eugene Kolasch và Edward Snell. Trong số 4 samurai Tây, William Adams là samurai nước ngoài đầu tiên và cũng là người nổi tiếng nhất. Trong chuyến thám hiểm viễn đông của mình, William đã gặp được tướng Tokugawa Ieyasu nổi tiếng. Sau này, bằng tài năng và sự cống hiến của mình, William trở thành cố vấn cá nhân của Tokugawa về phương Tây cũng như ngoại giao. Ông được phong đất, sống trong cảnh vương gia chẳng khác nào một quý tộc Nhật thực sự.